Mẹ của người phụ nữ mang thai 7 tháng bị chồng mạnh tay, khóc ngất khi thấy con gái tàn tạ về nhà. Trong căn nhà ở xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, đôi mắt đỏ hoe, bà Trần Thị Mắm, 60 tuổi, đau đớn kể lại hình ảnh con gái bị chồng bạo hành, đầy vết thương trên cơ thể. Con gái bà là chị Bùi Thị Tuyết Giao, 36 tuổi, người phụ nữ này lấy chồng về ở Hải Dương. Bà Mắm kể lại, hồi trước con gái tôi tóc dài, đẹp lắm. Nó đi thành phố Hồ Chí Minh làm được thời gian thì quen với người chồng hiện tại, Giao theo chồng về Hải Dương sống. Chị Giao và anh TVL, 37 tuổi, ngụ xã Kim Xuyên, Kim Thành, tỉnh Hải Dương, chung sống với nhau từ tháng 12 năm 2020. Sau đó, hai người đăng ký kết hôn nhưng không tổ chức tiệc cưới. Trong thời gian chung sống, chị Giao sinh cho chồng một bé trai, đến nay đã được 17 tháng. Và người phụ nữ này đang mang thai bé thứ hai ở tháng thứ 7. Chị Giao khẳng định khoảng 1 năm rưỡi trở lại đây, chị bị chồng nhiều lần bạo hành. Mới đây, không chịu nổi sự hành hạ của chồng, chị đã trốn về Kiên Giang. Lúc đầu, con gái theo chồng về Hải Dương sống, tôi thấy vợ chồng nó rất hạnh phúc. Giao tâm sự với tôi là vợ chồng nó mở quán ăn, Giao mượn tiền người thân trong gia đình hơn 100 triệu đồng, đến nay chưa trả. Những lần sau đó, Giao thường xuyên gọi điện cho tôi, kêu gửi tiền ra ngoài đó, bà Mắm nói. Cách đây mấy ngày, chị Giao bỏ trốn về Kiên Giang, lúc bước vào nhà, bà Mắm không còn nhận ra con gái. Lúc Giao bước vào nhà, nó như người bị khùng, nhận ra con gái tôi muốn xỉu tại chỗ. Bà Mắm cho biết thêm, sau khi chị Giao tắm rửa xong, lúc kiểm tra cơ thể con gái, bà Mắm phát hiện nhiều vết thương chi chít. Tôi đạp cây gai còn đau, nói chị thấy con mình thương tích đầy người, tôi đau lòng lắm. Giờ chỉ mong cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ vụ việc, xử lý đúng pháp luật, bà Mắm nói. Hiện công an xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành đã gửi giấy mời chị Giao ngày 22 tháng 5 đến trụ sở để làm việc liên quan đến những bài viết đăng tải trên mạng. Chị Giao khẳng định bị chồng xuống tay rất mạnh tay. Ban đầu khi nhận được thư mời của công an xã Kim Xuyên, tôi rất lo lắng vì sợ quay trở lại Hải Dương gặp chồng thì anh ấy gây nguy hiểm cho mình. Tuy nhiên sau khi được mọi người động viên, hỗ trợ, tôi đã yên tâm hơn để ra Hải Dương giải quyết vụ việc. Ngoài ra ba chồng và anh chồng vừa từ Hải Dương vào Kiên Giang để nói chuyện với gia đình tôi. Qua đó họ hứa sẽ đảm bảo an toàn cho tôi khi trở lại Hải Dương vào ngày 22 tháng 5, chị Giao chia sẻ. Và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý trong cuộc sống nhé. Cái vấn đề này á, là em cũng xin nói luôn là không phải là bố chồng em với lại mẹ chồng em là không can ngăn lúc mà chồng em và em. Có qua can ngăn nhưng mà càng qua can ngăn thì em lại càng nhiều hơn. Nên là em suy nghĩ là có lẽ là một phần là ông bà muốn tốt cho em, là muốn em bị nên là ông bà mới không sang nữa. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.